Rồi, hello cả nhà. Nay trại bò Phong Tri 2 giao bò tiếp tục cho khách nha cả nhà. Bò chữa với mẹ con. Rồi em sẽ báo giá công khai tiếp tục cho cả nhà xem nha. Trước khi xem video cả nhà thấy hay cho em một like và đăng ký nha cả nhà. Rồi, hello cả nhà. Hôm nay ngày 19 tây tháng 11 nha. Trại bò Phong Tri 2 bữa nay tiếp tục em lên hai con bò này, hai con bò F2 nha cả nhà. Hai con bò này bán cho những anh chị em nào nuôi mà cần thiết mua về giỏ béo ha. Hoặc mới thui á, được. Về tối quá là em quay sơ quay về hai con cho cả nhà xem nha. Thì hai con bò giá yêu thương luôn, cực kỳ yêu thương ha. Tiền nào có nấy cả nhà. Rồi trước mắt cả nhà đây là một con 3B với một con kem ha, nhưng mà đặc biệt hai con bò này là F2 nha cả nhà, dòng 2 nha. Thức ăn uống thì thôi cũng khỏi chơi, khỏi bàn tới. Đó. Đầu cổ thì nói chung những bò này thì em không có quay sái tích cho cả nhà xem nha. Bởi vì dỗ béo thôi, những anh chị nào mà mua thì thả mà số lượng nhiều á. Thả mà nuôi dỗ béo á. Thì có nhu cầu cứ alo em ha, bởi vì ít tiền nào có nấy ha. Lòng lòng vậy thôi á, chứ lớn lẹ lắm cả nhà, lớn ghê lắm, nó nuôi cũng nó cũng như con bò đực thôi chứ không có gì hết. Ăn uống đầy đủ, chăm sóc này kia nọ, về thả bung lên quên cái con lời 5-7 triệu á, nhờ nhiều con hết cả nhà. Đó, xương sóc ngon lắm ha. Thì trước mắt cả nhà đầu tiên là con cái nha, hai cái hết nha. Hai con cái bò bê đầu tiên đi ha. Đó, mặt mày uống nước nè. Nhìn cô à, đứng ở nhà xem ha, bò này lông như con cụ á. Bên đây quán bò này nó chịu không khí lạnh nha cả nhà. Cái địa phương anh chị nào ở xứ, nói chung cái bò này hỏi thường thường anh em anh chị Đà Lạt rồi chịu lắm, Đồng Nai cũng được đó, Đồng Nai Vũng Tàu rồi dài dài ngoài không khí mát rồi cái chịu bò này. Chân cẳng thì không có bú lúng ấp xe thòng lúng xuống luộc hết cả nhà ha, an tâm phần đó đi. Đó này mà về có cỏ đồng rộng gì đó thả cũng ngon đó. Thì nó đáng, đúng là hôm nay em lên những cái con có tết tiền này thành là cô chú anh chị cũng chú ý chú tâm tới lắm, thành là anh em quay tiếp tục cho nhà xem nha. Đó con đầu tiên rồi ha, tới con thứ hai. Con thứ hai này thì nó màu trắng nha cả nhà, đẹp lắm, trắng tinh luôn. Nhưng tại vì cái này nó cũng là chủ nhà ta thiếu nuôi á, thiếu nuôi thành là thì nó hơi lông thôi chứ không phải là sao hết cả nhà. Đó này về mà ăn uống đầy đủ thì kia cái thì ok quá rồi, đẹp trắng tinh luôn ha. Đó chân cẳng nè, móng nè, nói chung bò này thì em không có quay sái tích cho cả nhà xem chi tiết nha. Đó xương sóc cao lớn, để hồi em sẽ báo cao nha sao cho cả nhà xem nha. Thì bò này con 3B bông đen này thì chắc 5 tháng mấy 6 tháng bò ha. Còn cái con này thì chắc 7 tháng mấy 8 tháng bò nha cả nhà. Đó. Nó ăn uống á. Hai con nó chênh lệch nhau chắc 1,5 tấc bò ha. Để em sẽ báo chiều cao cho cả nhà xem sao nha. Đó. Hoàn thiện. Rồi để cao nè, lưng đít nè. Dữ dằn nha cả nhà. Hay lắm. Bữa nay thả nè, thả tiếp tục, thả bữa không thả anh chị quay câu đi đứng này kia nọ cũng ok á. Thì anh chị cũng chịu thì nay tiếp tục em thả cho cả nhà xem nữa nha. Đó. Đó. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Nãy giờ em nghe hỏi cái con này á, cái con ba bê đen á là 1m07-1m8 nha cả nhà. Còn con cái pháp kem trắng á, là 1m27-1m28 gì nữa nha. Thì em đo phỏng phỏng, nói chung nó trên lệch chút xíu thì cả nhà thông cảm nha. Thì chiều cao và tháng tuổi em báo ở nhà rồi, thì hai con bò này bán em báo giá công khai cho cả nhà xem. Cả nhà thì hai con bò bán với giá công khai là 29 triệu nha cả nhà. 29 triệu nha, 29 triệu sở hữu hai con bò cực kỳ giá yêu thương luôn ha. Đó. Một con là 5 tháng mấy 6 tháng tuổi, một con là 7 tháng mấy 8 tháng tuổi ha. Lưng đít thì khỏi chơi, nói chung bò này thì dỗ béo đây tới Tết là
Đây tới Tết là cái giá mình kiếm mà ăn con vài triệu thì phải ru ha. Nói chung mình nhờ số lượng nhiều đi. Đó, đây tới con kiếm 5 triệu bình thường. 5 triệu là giá thấp nhất đó nha. Đó thì ăn uống thì 1 triệu 2 triệu gì đó thì mình nhờ số lượng nhiều, nhưng mà em tính là giá bèo nha, chứ bò là hai bò này đây Tết thằng con kiếm mà. Kiếm 5 triệu là bèo nhất nha, giá thấp nhất của năm rồi đó. Thì thôi thì bò em đã báo giá công khai chứ. Cả nhà xem rồi thì bây giờ em kết thúc cái đây gieo đây cả nhà. Cả nhà xem video có hay cho em một like, một đăng ký, có động lực em làm đi gieo nhiều một tí nha. Đó. Rồi, chào cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại cả nhà clip sau nha.